Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay shop khởi nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinhiep.com hoặc liên hệ hotline 0972209844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Boeing và những sự cố nghiêm trọng tạo ra cơ hội vàng cho máy bay Made in China. Tập đoàn máy bay thương mại của Trung Quốc Comac hiện đang chế tạo mẫu C919 nhằm cạnh tranh với Boeing 737 và Airbus 320neo. Sau hai vụ tai nạn thảm khốc chỉ chưa đầy 6 tháng, các hãng hàng không hiện đang lo ngại về việc mua máy bay từ Boeing. Bên cạnh đối thủ sừng sỏ là Airbus thì họ cũng có một lựa chọn khác, chính phủ Trung Quốc. Tập đoàn máy bay thương mại của Trung Quốc, hay còn gọi là Comac, hiện đang chế tạo mẫu C919, một loại máy bay chở khách thân hẹp có sức chứa khoảng 170 người. Hãng này cho biết hiện đã nhận được hơn 800 đơn đặt hàng cho C919 trên toàn thế giới. Đây sẽ là mẫu máy bay cạnh tranh với Boeing 737 MAX 8 và Airbus 320neo. Có thể đây sẽ là một phần trong tham vọng của Trung Quốc nhằm xây dựng một ngành công nghiệp hàng không vũ trụ từ hai bàn tay trắng và phá vỡ sự độc quyền của các công ty hàng không đến từ phương Tây. Chỉ 8 tiếng sau vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines, Trung Quốc đưa ra lệnh dừng sử dụng đối với dòng MAX 8 trên không phận của mình, dẫn đến làn sóng cấm bay trên toàn cầu. Chad Olin, một kỹ sư cấp cao tại Airline Corp ở Washington, nhận định những động thái như thế này đã tạo cơ hội cho Comac bước chân vào ngành công nghiệp này. Nếu họ có chiến lược thông minh, họ sẽ tiếp cận được 10 hãng hàng không bất kỳ đang cân nhắc về mưu mua máy bay thân hẹp. Comac đã thực hiện được những chuyến máy bay thử nghiệm cho dòng C919 vào năm 2017. Hiện đã nhận được 815 đơn đặt hàng từ 28 công ty, trong đó có GE Capital Aviation Service. Comac hiện chưa đưa ra bình luận cho việc này. Do vậy, tham vọng của Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở C919. Comac đang hợp tác với United Aircraft, hãng bay có trụ sở tại Moscow, để phát triển dòng máy bay thân rộng CR-929 có thể sử dụng cho các chuyến bay đường dài như từ Bắc Kinh đến New York. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đang phát triển một loạt các máy bay, trong đó có máy bay thân rộng, máy bay phản lực, động cơ tuabin cánh quạt, phi cơ cá nhân, trực thăng và thậm chí là thủy phi cơ. Yu Yanfu, một đối tác tại Rodenberger Strategic Consultants tại Bắc Kinh, tập trung vào lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng cho biết rằng, về mặt chiến lược, sản xuất máy bay là chiến lược quốc gia. Một khi bạn sở hữu ngành sản xuất máy bay đạt được quy mô về kinh tế, điều đó sẽ nâng giá trị của toàn bộ ngành. Vào hồi tháng 11 năm 2018, Comac cho biết thị trường hàng không của Trung Quốc sẽ tiếp nhận thêm 9.000 máy bay trị giá 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 thập kỷ tới. 2/3 trong số đó sẽ là dòng máy bay có một lối ra vào như Boeing 737 và C919. Comac có trụ sở tại Thượng Hải, hiện đang xây dựng một trung tâm đào tạo các nhân viên hàng không, kỹ sư và nhân sự khác để điều khiển, phục vụ cho C919 và CR929. Max Pen, một giảng viên kinh doanh quốc tế tại Oxford Business School, nói về kế hoạch tổng thể của Trung Quốc rằng họ đã thực hiện 4-6 việc cùng một lúc. Điều này khiến cho Boeing bị đẩy vào tình thế khó xử khi phải cạnh tranh với một trong những đối tác của mình. Comac và Boeing từng là đồng sở hữu của một trung tâm lắp ráp nằm ở phía nam Thượng Hải. Trung tâm này đi vào hoạt động bắt đầu bằng thương vụ giao 737 MAX cho Air China. Một máy bay khác của Comac, chuyên cơ phản lực cá nhân ARJ-21, là đối thủ cạnh tranh của một máy bay phản lực khác của Embraer. Hãng này cũng đang xây dựng mối liên doanh với Boeing. Khách hàng mua ARJ-21 vẫn là những hãng bay nhỏ, ví dụ như Chengdu Airlines, Genghis Khan Airlines. Nói về Comac, Boeing cho biết rằng Comac là một đối thủ lớn và chúng tôi rất tôn trọng họ. Họ còn là một đối tác rất quan trọng. Theo dữ liệu của Bloomberg, Trung Quốc chiếm khoảng 14% doanh thu của Boeing vào năm 2018. Tuy nhiên, con đường đi tới thành công của tham vọng này vẫn còn khá gập ghềnh. Các dòng máy bay của Trung Quốc hiện vẫn chưa có hồ sơ theo dõi về tính an toàn như những hãng phương Tây. Ngoài ra, cũng chưa được FAA cấp chứng nhận để có thể hoạt động tại châu Âu. Quan trọng hơn là không có công ty Trung Quốc nào có thể thiết kế và sản xuất động cơ cho máy bay phản lực thương mại. Yang Teng, một đối tác của LEK Consulting tại Thượng Hải, cho biết rằng các động cơ của C919 vẫn được sản xuất bởi CFM International, một công ty liên doanh của General Electric và Safran. Theo Bloomberg, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.